Dạ rồi, em xin chào tất cả các bác cùng toàn thể anh em đam mê chim cảnh nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên cho tất cả các bác cùng toàn thể anh em bốn con chuột lửa chim đã vào cắm. Chim đã ăn cám cứng rồi nha. Đây, bốn con đây. Con đầu tiên này, đấy. Chim đuôi dài nhá, đuôi 18, 19 cũng có luôn nha. Đấy, con thứ hai này, con thứ ba này. Con thứ tư này. Đó, chim đã vào cám cứng. Và cái con này thì em mới mua lại của anh đồng bào mà không biết nó là con chim gì các bạn. Em mới mua hôm Tết về. Hôm nay nó đã ăn cám cứng rồi. Con này này. Đấy, con này thợ đánh chè lửa thì nó nhảy vào nó ăn sâu thì ăn dính luôn. Đấy. Con này thì em không biết là con gì. Các bác nào biết con này thì để lại một cái bình luận ở dưới cho em biết nhé. Đây, con này. Chim em sở cùng nó chung là khá dạng. Con này thì nhìn nó gần giống con thanh loan các bạn. Nhưng mà đuôi thì nó chỉ có ngắn có thế này thôi. Đấy, đuôi của nó nhá. Em kiểm tra xem đuôi rồi. Đuôi nó chỉ ngắn được có vậy thôi chứ không phải là đuôi nó đang mọc ra các bác ạ. Đấy. Em nhìn thì nó tựa tựa con thanh loan mà không biết không phải. Con thanh loan thì đuôi nó dài mà con này thì đuôi nó lại ngắn cọc. Đấy, đuôi nó có được cái này mà màu của nó thì rất là đẹp luôn các bác ạ. Con nào biết em này thì để lại một bình luận dưới cho em biết nhá. Em chưa biết con này là con gì, em thấy đẹp đẹp quá thì em mua về để chơi các bạn. Đây. Đó. Bụng dưới bụng thì lại có cái màu xanh xanh giống ở đuôi. Đấy. Còn cái đầu, cái viền đầu của nó thì nó gần giống với con thanh loan các bác ạ. Đấy. Bụng thì kẻ kẻ vàng vàng. Lưng thì xanh xanh. Đấy. Nhìn rất là hay. Rồi thôi, quay trở lại vấn đề chính này các bác này. Hôm nay em lên cho các bác là bốn con chuột lửa chim thuộc này. Đấy. Chim này thì em đã đo rồi các bác nhé. Các bác về cứ đo lại hộ em cái xem em đo có đúng không. Đấy. Thì bốn con này thì chim đã ăn cám cứng. Trước tiên em sẽ quay con này trước cho các bác. Con đầu tiên này, con này là bản đuôi của nó là một đuôi 18 và một đuôi 18.3 các bác. Chim đã ăn cám cứng rồi thì con này em sẽ bán cho các bác là 500 nhá. Đó, con này. Chim thì em bao cho các bác là móng miếc là đầy đủ này. Chim không tật lỗi gì. Đấy. Con đầu tiên nhá. Rồi, con thứ hai này. Con thứ hai con này thì một đuôi là 18.3 và một đuôi là 19.2. Đây con này. Chim thì đã ăn cám cứng rồi. Đấy, con này nhá. Bản đuôi tôm đẹp luôn các bác. Để chút nữa em bắt ra em cho các bác xem chứ nhiều khi các bác nhìn nó nhảy nhảy như này các bác không biết là đuôi của nó tôm hay là như thế nào. Đấy, đây thì em quay sơ sơ chúc cho các bác xem rồi báo giá luôn xong chút nữa em sẽ bắt ra cho các bác xem nhé. Đấy, con này thì là 19.2. Một đuôi 19.2 và một đuôi 18.3. Thì các bác về các bác cứ đo lại thử hộ em cái nhé. Xem em đo có đúng không. Đấy. Thì con này em sẽ bán là 750 này. Con số 2 nhé. Đấy, bản đuôi thì tôm đẹp rồi đấy các bác nhìn này. Đấy. Rồi, tiếp tục sang đến con thứ 3 này. Con thứ 3 thì con này là bản đuôi. Một đuôi là 18.3 và một đuôi là 18.8. Đây. Chim đều có bản đuôi tôm đẹp luôn. Chim thì đã ăn cám cứng hết rồi. Em đang cho ăn cám anh thông đấy các bác này. Đấy. Con này thì em sẽ bán cho các bác là 550 nhá. 550 em số 3 này. Còn em thứ 4 này là một bản đuôi là 18.5 và một bản đuôi là 19. Con này thì đẹp. Đấy. Thì các bác cứ về đo thử lại hộ em xem. Em đo có đúng không nhá. Thì con này thì em cũng bán cho các bác là 750 nhé. Có hai con 750. Đó là con này này, con thứ tư này và con số 2 này này, con này này là 750 này. Còn con này thì em bán là 550. Còn con kia thì em bán 500. Đó. Đấy nhá. Rồi, thì bây giờ em sẽ tạm dừng video, em sẽ bắt từng con ra cho các bác xem nhé. Bản đuôi của nó xem có tôm hay là nó có cong tôm lụa đẹp không. Chứ nhiều khi các bác nhìn nó nhảy nhảy này mà nó nhảy dưới đất, nhảy nhảy dưới sàn đó. Các bác không nhìn thấy được cái đuôi của nó có tôm hay đẹp không, như thế nào không. Đấy. Để chút nữa em sẽ tạm dừng video, em sẽ bắt ra cho các bác cùng xem nhé. Rồi, em sẽ tạm dừng video một chút các bác nhé. Rồi đây các bác, em vừa bắt một con đầu tiên đây, con lồng này này. Con này là bản đuôi 18.3 và một đuôi là 18. Chim đã ăn cám cứng rồi, đây, móng miếc thì các bác nhìn thấy rồi. Móng miếc là chân tay là đầy đủ nhá. Không có bị đơ hoặc là tật lỗi gì các bác nhé. Đây. Bản đuôi đây các bác. Bản đuôi thì đuôi tôm đẹp luôn này. Đó.
bác nhìn thấy chưa? Đây, bác nhìn nhá, đây, đó, đuôi này, đấy, chim đây này, à, con này hình như vẫn còn mép xíu xíu hay sao các bác? Con này hình như là đây, đó, đúng rồi, con này vẫn còn mép các bác, vẫn còn mép này, các bác nhìn, đó, đây, nó xòe đuôi ra đây, các bác nhìn này, đó, đẹp chưa? Đó, đây, con này nhá. Con này thì em bán 500 này. Đấy, con đầu tiên nhá. Em sẽ thả vào đây các bác nhá. Rồi, vào. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Em nói nhá. Con này thì 500, em sẽ bắt con đấy ra rồi đấy. Bây giờ em sẽ bắt con đuôi 19.2 này và 18.3 này. Đấy, con này nhá. Em sẽ tạm dừng video một chút các bác ạ. Rồi, đây các bác nhá. Đây, con này đây. Ôi, con này gió quá, gió hơi gió các bác, đây hơi gió nên là nó làm cho đuôi nó cong lên này. Nó hơi gió quá các bác, đấy gió quá như đây này các bác nhá, móng miếc là ok này, móng miếc ok không bị đơ nhá. Con này thì cũng vẫn là chim mùa này lên, nó còn họng nó không phải là đen các bác, họng nó vẫn còn vàng trắng, tức là nó vẫn còn là chim mép mùa này lên đấy các bác, vẫn còn là chim mép mùa này lên đấy. Đây bản đuôi đây các bác này, đuôi cong tôm đẹp chưa các bác, nhìn này, đó, đây em bắt cho các bác cùng xem này. Con này quá hay này, con này bộ xẻ luôn các bác, nhỏ xẻ, dáng xẻ lắm các bác, đẹp cực kỳ luôn. Đây các bác, đó, đây các bác nhìn thấy chưa, đó em nó nhìn rất là giữ chim luôn. Đấy, đấy các bác nhìn thấy chưa, quá đẹp luôn nhá. Em này là bản đuôi, một đuôi là 18.3 và một đuôi là 19.2 các bác. Đây có so le nhẹ một tí, đây các bác nhìn này, so le các bác thấy không đó. Thì con này quá đẹp, con này là bộ xẻ rồi các bác. Con này bác nào lấy con này về chơi hay này, ai xả nó cặp đầu hết đấy các bác thấy không. Con này thì em để 750 nhá, cả hai con. Rồi em sẽ thả vào đây nhá. Rồi. Đấy. Con thứ hai các bác nhá. Rồi đây tiếp tục đến con thứ ba này. Con này nhá, xong đến con bên kia. Đấy, con này nhá, em sẽ tạm dừng video một chút cho các bác cùng xem. Để em bắt ra để cho các bác xem chim móng miếc rồi là đuôi đước của nó, xem nó có tôm hoặc là như nào không. Cái nhiều lúc các bác xem nhà nó nhảy như dưới này. Các bác không biết được nó là bản đuôi nó tôm hay là tôm lụa hay là như nào. Các bác không biết được, thì bây giờ em sẽ bắt ra để cho các bác cùng xem. Đấy, em lại tạm dừng video một chút các bác ạ. Đây con này đây các bác, con ở lòng kia nhá. Đấy. Ồ, con này bây giờ em kiểm tra em mới thấy là nó bị gãy cái móng này rồi các bác ạ. Gãy một bên móng rồi. À. Gãy móng. Móng này nó đang mọc ra các bác ạ. Ơi, con này thì em để lại rồi các bác. Con này 550 thì em để lại rồi. Hoặc thôi nếu mà bác nào mua thì em sẽ bán là 450 các bác. Chim đang cám rồi. Em bớt cho 100 là 450 con này. Móng nó vẫn còn đây này các bác. Các bác này. Còn một chút xíu móng này này. Nó đang ra này. Đấy. Đấy các bác nhìn thấy không? Móng đen đen đây này, còn một chút xíu thôi. Thì con này nó sẽ ra đấy. Thì con này em sẽ để là 400. Thôi 400 các bác nhá. Con này em sẽ bán cho các bác 400 luôn. 18 và 18.3 và 18.8. Con này. Thôi, con này em sẽ để là 400 các bác. Bác nào nhanh tay chốt con này đi. Bác muốn lấy con này về nghe hot chơi thôi. 18.3 và 18.8. Con này thì nếu không lỗi thì em bán 550, nhưng mà thôi nó bị lỗi rồi em bán 400 các bác. 400 nhá. Đây, bản đuôi đây các bác, nhìn bản đuôi tôm đẹp chưa? Đó. Rồi em thả vào đây nhá. Rồi. Tiếp tục qua con bên các bác nhá. Qua con bên cạnh đây. Đấy. Đây các bác nhá. Con cuối cùng là con bản đuôi 18.5 và 19. Đây, con này đây các bác. Bản đuôi tôm cong đẹp đây. Đấy các bác nhìn thấy không? Đó. Này. Cong tôm đẹp luôn.
Đây bản đuôi có so le nhẹ một tí đây các bác. Các bác nhỉ, đây. Đấy. Có so le nhẹ một tí này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đó, đây nhá. Đấy. Đây. Móng miếc thì đây nhá các bác nhá. Móng đây. Đó, các bác thấy chưa? Chim là đẹp rồi. Đó, xem nào. Chim hết là mùa này đều là chim mép hết lên các bác nhé. Rất đẹp luôn. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, bản đuôi đẹp chưa? Đó. Thì con này thì em bán đồng giá là với con số 2 là 750 các bác ạ. Con này bản đuôi 19 hơn rồi. Đó, chim ăn cám cứng rồi nha các bác nhé. Các bác về cứ cho cám vào là nó ăn thôi. Đấy, rồi. Em sẽ thả vào đây nhé. Rồi, hôm nay em lên cho các bác là 4 con chòe lửa. Chim thuộc, chim đã ăn cắm cứng rồi. Thì bác nào mua được em nào thì liên hệ em nhé. Đây, 4 con như thế này. Rồi, đuôi thì em có đo đuôi hết rồi. Em không đo lại nữa. Thì các về đo dùm lại hộ em bán có đúng không. Các bác cứ lấy cái thước cắt. Về các bác cắt đến vạch số 0 nhá. Rồi các bác đo từ cái đuôi nó mọc từ đâu thì các bác đo đến đấy. Ra xem em bán có, em đo có đúng không nhá. Đấy. Và còn hôm nay có cái con này lạ lạ thì bác nào biết con này thì hãy để lại bình luận dưới cho em biết nhá. Đấy. Em chưa biết con này nó là ăn gì. Rồi, một lần nữa xin chào tất cả các bác cùng toàn thể anh em nhé.